mười cách trị vết mũi đốt ngay tức thì mà không cần bôi thuốc Không cần tìm đâu ra, chỉ cần dùng một số nguyên liệu có sẵn như hành tây, nha đam hay tỏi Bôi trực tiếp lên vùng da bị mũi đốt sau 30 phút, vết sưng, ngứa sẽ biến mất Mũi đốt thường để lại vết sưng nhỏ trên da, kèm theo đó là cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu Tuy nhiên, ít ai biết rằng khi hút máu, Mũi đã truyền vào cơ thể chúng ta một loại chất giúp ngăn ngừa đông máu. Nhưng sau những vết đốt ấy là vết sưng tấy, đau ngứa và thậm chí một số loại mũi còn mang bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đến con người. Vì vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh, sau đây là một số biện pháp trị mũi đốt đơn giản mà bạn có thể tìm thấy ngay trong nhà bếp của mình. 1. Nhà đam Gel nhà đam không chỉ giúp làm mát vùng da xung quanh vết mũi đốt mà còn làm giảm sưng và ngứa. Với đặc tính chống viêm mạnh mẽ, nhà đam sẽ tác động lên vết đốt và làm giảm sưng tấy ngay tức thì. 2. Hành tây Với vị cay nồng của mình, hành tây có rất nhiều công dụng, thần kỳ. Một trong số đó bao gồm cả chữa vết mũi đốt. Nó có thể làm giảm ngứa và sưng do vết mũi đốt gây ra một cách nhanh chóng. 3. Mật ong Mật ong có đặc tính kháng khuẩn cực kỳ cao, vì thế nó không chỉ giúp làm dịu da sau vết mũi đốt mà còn hỗ trợ trong quá trình kháng khuẩn. 4. Chanh tươi Trong nước cốt chanh chứa rất nhiều axit, vì thế đây là loại quả hay được áp dụng nhiều nhất trong việc chữa vết mũi đốt vì nó vừa giúp giảm sưng, ngứa mà còn giúp giảm khả năng nhiễm trùng vết thương rất hiệu quả. 5. Kem đánh răng chất bạc hà chứa trong kem đánh răng có tác dụng giảm viêm nhanh chóng và làm dịu cảm giác ngứa ngay tức thì. Chỉ cần bôi một lượng nhỏ kem đánh răng lên vết đốt và đợi nó khô, sau đó rửa sạch thuốc đi là đã được kết quả như ý. 6. Xà phòng Dù xà phòng không phải là một loại thuốc chữa bệnh nhưng trong nó có chứa chất tẩy rửa. Điều này sẽ khiến cho nước bọt của mũi, nguyên nhân chính gây ngứa cho bạn sẽ bị rửa trôi ngay tức thì. 7. Tỏi, tỏi có vị hơi nồng, khi bôi vài giọt nước lên vết muỗi đốt, ngay lập tức vết sưng sẽ giảm ngứa nhanh chóng, đồng thời tỏi cũng là một sự lựa chọn thông minh vì mùi vị của nó đồng thời cũng là chất chống muỗi tự nhiên. 8. Muối, muối có đủ trong mình cả đặc tính chống viêm và khử trùng pha loãng một chút muối vào nước, sau đó bôi lên vết mũi cắn. Nước muối sẽ giúp giảm ngứa và sưng do kích ứng một cách nhanh chóng. 9. Húng quế Sử dụng húng quế để không chỉ trị vết mũi đốt mà còn ngăn không cho mũi gần bạn. Hãy cọ một lá húng quế vào phần vết sưng, bạn sẽ cảm thấy giảm ngứa và sưng rất nhanh chóng. 10. Giấm Để tạo ra một dung dịch chữa vết mũi đốt, hãy cho khoảng 3 chén giấm và một ít nước vừa đủ. Sau đó bôi hỗn hợp này lên vết đốt, chắc chắn cảm giác ngứa ngáy và vết sưng sẽ dịu đi tức thì. Bạn có thể sử dụng cả giấm táo hoặc giấm thường để trị vết mũi cắn đều được.